toàn thể quý vị đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Xin giới thiệu nước mắm Chinsu cá cơm Biển Đông giảm mặn mới. Ngày nay chúng ta sẽ đi đón hai cô gái đẹp rất xinh xắn và dễ thương để cùng nhau đi tìm thức ăn. Nhưng mà không biết hai cô ấy có sẵn sàng tham gia gọi là lầy lội hết mức hay không. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ ra khơi. Ê, nhưng mà em để ý nha, em coi bao nhiêu tập YouTube rồi, ông Giang luôn để cho mọi người chờ. À, hình như là vậy đó. Chẳng khách mời nào cũng đứng mà được hết á. Đi ăn mà cực quá hà. Hay bây giờ chị em mình chơi bùng kèo không? Mình hẹn ở đây đúng không? Hay là xong mình trốn? Hai đúng rồi. Chờ ảnh khỏi tìm. Nhưng mà bây giờ mình mất ăn. Không được đâu em. Nhưng mà chị cũng có coi chương trình của ảnh. Khi mà được ăn á là phải trải qua rất là nhiều cái rất là khó khăn đó. Rất là nhiều thử thách chứ không phải là vô là ăn liền đâu. Mệt đấy. Nhưng mà chút nữa ảnh tới là mình phải đứng ra nắng cho thấy mình đúng rồi. Thôi bây giờ mình nhờ mọi người quay cho mình một đoạn mình đứng ngoài nắng chầu chực. Trời ơi, đứng xe đi qua đi lại đi qua đi lại. Không ấy mình ra đi đường mình đứng. Có xe, có xe. Mấy mặt thảm đó. 3, 2, 1 giết. Xe tới, đứng ra nắng, đợi đứng ra nắng. Không, đây. Ủa không hả? Ủa? Cái này chỗ đó. Bây giờ chỗ. Châu. Hello. Đã gặp hai cô gái xinh đẹp nhưng hơi bị đứt dây thần kinh số 7. Ra chưa? Trời ơi, nói nè. Hello. Sao? Tại sao anh đây là Lê Hà Chiêu, quý vị thân mến. Còn đây là cháu Nguyễn Minh Chê, là cháu Nguyễn Minh Châu. À, nắng như vậy mà anh bắt tụi em đứng đây đợi. Nắng như vậy, nắng đâu? Không có đâu anh, nãy giờ đứng đây nè. Ra đây mới nắng nè, hai cô. Hai biểu ra đây, giữa đường, ra đây, vô đây nè. Tại đứng ngoài đó nhiều người nhìn. Đây là hai đứa em rất là xinh đẹp, hai cô người mẫu. Thì Lê Hà Chiêu, cũng như là cháu Nguyễn Minh Châu. Hai cô bé hiện tay là độc thân, chưa có gì. Anh có cần phải nhấn mạnh như vậy không? Ủa mình đi ăn mà anh đâu có chương trình hẹn hò đâu anh. Còn đâu chương trình đâu có hẹn hò, nhưng mà ý mình phải có một chút gọi là profile cái cho mọi người biết. Thì ngày hôm nay là Chiêu là mặc bộ đồ rất là steel ha, rất là gọi là street style, rất phù hợp với nấu ăn. Còn ta lát. Ủa đẹp. Ủa? Mà đẹp. Mình đi quay kỷ niệm mùa đông hay gì vậy bé? Bé ơi. Ủa anh, em xuất thân từ Đà Lạt, em mặc nó nhìn nó rất là túi mùa đông. Sao em mặc đồ lông thú vậy con? Chị cũng xuất thân Đà Lạt mà. Hai người này đều là Đà Lạt. À quên hả? Cùng quê với nhau. Ngày nay chúng tôi thưa quý vị là có hẹn nhau đi Cần Giờ. Thì hiện tại đang ở Cần Giờ. Cần Giờ là gì? Là đảo. Mà Cần Giờ có gì? Có biển. Biển. Ủa không phải hả? Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Ý là hôm nay chúng ta đi biển. Mời lên xe. Dạ. Hai đứa lái anh ngồi. Xe này dễ không anh? Để em lái thử coi. Hai đứa ngồi phía dưới đi. Được không? Được không Châu? Được không vậy? Như dễ. Cái này thắng nè. Rồi. Từ từ để em. Từ. Bây giờ giao trọng trách cho hai em nó là lái xe. Thì kính thưa quý vị là khoảng 3 tiếng nữa mình sẽ rời khỏi địa điểm này. Chưa mở chìa khóa đi. Không mở rồi mà. Ôi, mặc váy mà đặt xe luôn rồi. Xe này khó nổ lắm đó em. Ủa mà còn số không vậy? Còn số đó cưng. Nhả cái số ra đi là sao? Không, mình nhờ anh. Hai đứa ra phía sau, ra phía sau rồi. Hai đứa ra phía sau rồi. Không được. Ra phía sau ngồi cho anh cục sống anh em đẹp. Bớt tí đi, hạt đi hạt chứ. Ra phía sau rồi. Ủa cuối cùng anh cũng đẩy bộ mà.
anh coi có còn số hay không. À. Ê, cực quá anh. Trời, ủa chứ em vẫn tưởng vậy như hư cái xe. Ready. Phải 5 phút nữa em. Làm gì một đêm duy nhất? Ôi, giống cái xe chợ gánh hát quá nè. Đêm nay tụ điểm chết hài Trường Giang, siêu mẫu Hà Chiêu, chết siêu mẫu Quỳ Hồng Châu. Ngày nay không biết chúng tôi sẽ tìm được món ăn gì. Nếu mà có con gì thì nói con đó. Nhưng mà với hai cô gái đẹp ngày hôm nay thì khả năng có những con vật độc đáo ở sức là cao. Bởi vì đẹp nay hơn lắm. Chỉ có chuyện tình cảm nữa xui thôi mọi người ơi. Thôi đi. Ủa nhưng mà hôm nay vậy tối nay là mình ăn hải sản hả? À, chị cũng không biết nữa. Tại vì cái này, cái chương trình này giống như là đi đâu gặp cái gì á thì làm cái đó, chứ mình cũng không sẽ không có chuẩn bị sẵn. Nhưng mà chị em mình hy vọng là sẽ được ăn nhiều cái món ngon. Ủa đây có trai không anh? À, có trai. Trai là Ngọc Trai nha. Chiếc xe lăn quen thuộc của chương trình Muốn Ăn Phở Lăn Vào Bếp tiếp tục lăn bánh trên những con đường đầy thơ mộng tại Cần Giờ, huyện đảo duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ nổi tiếng với rừng ngập mặn xanh bát ngát hay đảo Thạnh An tuyệt đẹp cùng những chú khỉ hoang dã, mà Cần Giờ còn được mẹ thiên nhiên ưu ái với nguồn hải sản phong phú tươi ngon. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta trong cuộc hành trình này là bến cảng Đông Hòa, nơi tập trung rất nhiều tàu cá. Hãy cùng Muốn Ăn Phở Lăn Vào Bếp trải nghiệm chuyến ra khơi đầy thú vị ngày hôm nay nha. Rồi, chúng ta tới bến tàu. Đây là bến tàu ở Cần Giờ và chúng tôi sẽ làm một cách nào đó để có một cái gì đó để chúng ta chế biến. Thì ở dưới biển mọi người biết rồi, có tôm, cua, cá, ghẹ, mực. Không mà phải công nhận nha, đi quay với anh Giang mới biết muốn ăn phải lăn vào bếp là ekip hùng hậu, dã man luôn á. Để đưa được một hình ảnh đẹp, nó chân thật và mọi việc nó thực tế thì nó phải cần nhiều cái camera để cho mọi người cùng thấy được tất cả mọi khoảnh khắc. Nãy giờ những cái chuyển động về cái chân của em là chúng tôi đã ghi hình hết rồi. Những cái nét cơ mặt mà về cái sự giấu giếm, sự cô đơn. Sự cô đơn chúng ta đã ghi hình hết rồi. Đó. Rồi sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu lên tàu để một hành trình mới ở ngoài biển khơi. Lát mình lên tàu mình sẽ đố một vài câu về biển khơi ha. Trời ơi, sông lộn bộn. Em ở trên núi mà. Trời ơi. Gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Quá trời quá đất không? Con hào là con cá, con ốc. Nó thuộc loài gì? Loài ốc. Nó có vỏ, sừng, nó có sừng. Đó, quá trời đất. Vậy sao tao không kêu là ốc hào mà tao kêu hào không? Nó không thích. lúc đi làm giấy khai sinh, nó đăng ký lên bộ là nó từ họ nhà ốc. Bé. Đừng nói gì cả. Tỉnh nha hai đứa. Dạ. Yeah. Không có gì phải gấp hết trơn á. Mình còn chưa có chồng mà, không có gì gấp hết. Cái chuyện lớn nhất là chuyện có chồng mà mình còn chưa gấp nữa mà, cái chuyện này đâu gấp được. Anh Bảy, Bảy khỏe không? Khỏe. Anh Bảy để tôi. Trời, cái này tôi chuyên nghiệp anh Bảy. Anh Bảy vợ con gì chưa? Rồi. Rồi hả? Cũng giống như anh Giang vậy đó. Vậy hả? À, hai đứa này chưa nha. Ok. Ôi từ từ nha. Ôi da. Khổ lắm thiệt á. Đã đi biển rồi hạnh nắng rồi còn mặc váy rồi còn mặc áo lông thú nữa thì em có mang đồ theo thay. Ủa trời ơi trời, ủa đi nấu ăn chứ phải đi tình với thời trang đâu mà thay đồ. Giờ mình đi chiếc này. Dạ anh thích đi chiếc nào đi chiếc đó à? Thôi tùy anh, cho đi chiếc nào cho đi chiếc đó. Thôi anh chọn đi. Thôi anh, tại vì anh mười khó mà anh khó lắm. Thôi trời, hai đứa gái chọn được không? Dạ cũng được. Rồi gái chọn đi chiếc nào? Chiếc này đi. Chiếc này đi, anh gái chịu không? Đi. Không chịu ở lại đâu cũng được mà. Thôi đi chiếc này đi. Rồi chú đi. Rồi, anh Mười chọn chiếc nào đi chiếc đó à? Rồi chiếc này. Có một đợt em xuống nhà bạn chơi á, được ngủ lại ở cái bè á. Em nghĩ là ở giữa sông vậy là ngủ mình không có bị muỗi, nhưng mà muỗi nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Đây muỗi rất là nhiều. Rất nhiều luôn, ngủ mà phải mang vớ luôn á. Với lại mình không quen anh, nó cứ gặp về gặp về vậy nè. Có mùng không? Không. Cái đó không, cái đó ngủ không được đâu. Ủa xong rồi là chị không có tới được luôn hả? Hả? Ở nhà nó không có mùng nên là chị không có tới được hả? Tới gì? Tới đâu? Ủa sao? Bé này. Ủa? Chết.
đang nghĩ về chuyện gì? Em tưởng đó chị là chị có làm quen một cái anh ở đây. À không, qua nhà anh ngủ anh không có mùng với chị không quen. Đó là tới cái gì? Tới công chuyện hả? Bị lạc đường. Ừ, đó anh chị không tới được với nhau. À tự tới công chuyện. Trời ơi. Quay này đi nữa anh quen. Dạ. Đi nữa rồi. Em 37 rồi anh. Trời nhỏ tôi nha. Nhưng mà cái bằng hai này nha. Đúng rồi. À, chắc đúng già hơn đó anh ơi. À. Dạ hơn có hai này có tuổi hai chị này còn trẻ lắm trời. Thấy chưa, thấy không, nghe ảnh không? Nói sao? Hai chị này nhìn trẻ mà. Đúng rồi, trẻ hơn ổng. Anh đừng có bán tụi em vậy. Trẻ hơn 1-2 tuổi cũng ok mà. 2 tuổi 35, 35, 34, 35 quá trời. Không. Anh muốn... Em có hàng mẫu hả? Ừ. Really? Anh muốn tụi em có bồ thì anh phải giới thiệu tuổi sao đó nó nhỏ nhỏ cho anh. Nói gì vậy? Ai mà nhìn. Anh đi với hai siêu mẫu Lê Hà Chiêu và Chiến Minh Châu. Chiêu năm nay 26 tuổi nha mọi người. Cách đây 10 năm về trước nha mọi người. Còn Chiến Minh Châu mới đẻ hôm qua mọi người ơi. Đúng ý em quá. Quá trời nó rách ưng cái bụng. Thì bây giờ chúng ta sẽ được cái xuồng này nó sẽ chở ra ngoài ngoài đây. Ngoài đây là ngoài đâu anh Huy? Dạ. Sao? Gần đây nè anh. Chắc đi khoảng chừng 10 phút đi ghe. 10 phút đi ghe hả? Chúng ta sẽ đi ghe và chúng ta sẽ kiếm gì đó ăn. Kiếm gì đó đem về nấu ăn chứ lộn. Ở đây biển gì anh? Cần Giờ. Không, phải có tên của cái biển chứ. Cần Giờ đó bé. Gọi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ôi là trời. Ôi là trời. Không, đây cũng là lần đầu tiên xuống dưới đây nè. À. Và sau đây chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh xin được phép bắt đầu. Thành phố Hồ Chí Minh có biển không? Ai cũng nói không. Đúng rồi. Có chụp bạn ở đâu? À đúng rồi hả? À. Cần Giờ là gì? Là cái gì của Thành phố Hồ Chí Minh? Huyện. Đúng rồi. Quá trời quá đất. Trời ơi, khúc này có bò rồi. Cái cầu từ quận 7 qua bên Cần Giờ là cầu gì? Phú Mỹ. Quá trời quá đất. Đúng không? Mỹ Tho nha. Mỹ Thuận đó. Mỹ Tho nha. Cầu Mỹ Thuận là đi đâu ta? Đi Mỹ Tho đúng không? Cầu Mỹ Thuận. Đâu chứ miền Tây vậy bà đây? Không, hình như càng nói càng sai đó. Quá trời quá đất. Trời ơi. Một bộn. Một bộn. Càng nói càng đi xa. Bên quận 7 qua bên đây là chưa có cầu mà đi phà. À, sáng nay mình đi phà hả con? Sáng lúc mình đi phà là em đang khò trên xe đó. Đang ngủ không biết. Và tính ra là chương trình nhanh đi chớp tràn về Cần Giờ là các bé sai hết vậy các bé. Ừ. Rồi, Thành phố Hồ Chí Minh có đảo không? Có. Không. À. Có không? Đáp án là? Đáp án là? Không. Có. Ủa là đâu? Đảo Kim Cương. Ta đã nói đảo địa lý kìa. Cả đảo Thành An không biết hả? Không biết. Ở đây có một cái đảo mà dân Sài Gòn hay đi phượt, hay đi chơi á. Sáng đi chiều về đó. Vậy hả? Là đảo Thành An của Cần Giờ mình ăn. Không biết. Sao mấy đứa ở đâu về mấy đứa? Quên. Ở Đà Lạt. Trình ơi. Chứ Đà Lạt ra ai mấy dân Sài Gòn đâu. Quá trời quá đất. Ở đây mình đi thẳng qua bên kia là qua bên Tiền Giang. À. Dàm Láng. Qua đây là Vũng Tàu. Vũng Tàu. Từ đây qua đi phà qua Vũng Tàu bao nhiêu phút? Đi cho nó khoảng nửa tiếng anh. Hồi xưa đi bằng ghe thì nó cỡ khoảng 1 tiếng. Bây giờ nó có tàu cao tốc đó đi nửa tiếng. Nắng à, nắng lắm đó nha mọi người. Ở đây là nuôi hào giống, sau đó lớn lên đem vô bờ nuôi. Nuôi xong cái lớn cái bán cho mình. Bây giờ chúng tôi đã tới nơi rồi mọi người, rất là mệt luôn. Ủa? Anh này mặc cái quần của vợ anh hả? Anh này mặc cái quần của vợ anh hả? Nãy giờ em cũng nhìn đó. Có được, lấy còn chở bạn. Trời ơi là trời. Bây giờ chúng tôi sẽ cho quý vị thấy một hình ảnh là cái anh lái tàu á. Anh nói là bữa nay đi không có quần mặc quần của vợ anh. Không có quần lấy quần chở bạn mà. Còn vợ có nói gì không? Con vợ cho bạn quần chở mà. Bận quần của người khác mới mệt á. Can đảm quá, tính ra ông can đảm ông nội. Tôi không dám rồi đó. Chúng ta đang kéo. Mày sao giống 12 cửa ngục vậy? À, ở đây 12 cửa. Kéo lên hả anh? Ui cha. Có con gì lấy con đó. Em kéo lên luôn nha. Có con gì lấy con đó. Không có thì ăn mì gói. Hết. Từ em khả năng ăn mì gói rất cao. Không à, có quá trời nè. Ủa, cao quá trời luôn nè. Ôi đạo ơi, cái ngăn cuối cùng quá trời luôn mà. Wow. À là mình thả cái lưới này nè, xong rồi mình để qua đêm. Cứ mỗi ngày là mình kéo lên. À, để qua đêm.
để qua đêm. Có cá lưỡi trâu nè, cá giò, tôm. Đúng bộn quá ta. Có cá đối hả? Lần đầu tiên mà em thấy cái này luôn nè. Ồ, nhiều dữ vậy luôn hả? Bữa nay 6 giây hả anh? Mấy giây? Mấy giây? Còn con số giải có 10 mấy cái nè. Dữ vậy? Nhiều quá. Làm nhiều vậy mấy mấy có tiền ăn chứ làm mấy gì có tiền đâu ăn. Bữa khóc hoài. Thấy cái mặt cái quần thấy ghét rồi. Cái quần con chở cho rồi đó. Cho hai bạn nữ, nướng cho hai bạn nữ nữa. Em xin cái đợt bột tóc được không? Chúng tôi đang phải dừng lại tiếp nước mọi người ạ. Giữa trời biển nắng lóc, nắng chịu không nổi luôn. Và sau khi chúng ta kéo 12 cái cục xong thì chúng ta sẽ có một ít thức ăn và chúng ta sẽ mang lên cái tàu lớn chúng ta về để mà về đất liền. Chịu không? Yeah, nói chung là hôm nay là Châu đã thu hoạch được rất là nhiều cá nha. Cá đầy cái đùi bây giờ. Nhiều lắm mọi người ơi, đây. Vô vàng các loại cá nha, cho nói cho mọi người biết. Có cái gì này, giới thiệu sao được ạ? Có con mồng ếch. Bà mau ếch, con mau ếch. Con cá đuối. Cá giò. Con cá. Ý có cái con này nó phình ra nè. Cá nóc. À cá nóc. Con cá nóc, mọi người ăn cá nóc không? Tôm. Có tôm. Mọi người hãy chờ đợi một bữa tiệc ẩm thực siêu hoành tráng đến từ đầu bếp. Không hoành tráng lắm đâu. Mệt rồi, hoành tráng lắm đâu. Mọi người hãy cùng đi ăn với tụi mình thôi. Lò nướng chuẩn bị nha mọi người. Lò nướng chuẩn bị sẵn nha, chúng tôi sẽ bắt đầu. Đi ăn hải sản nó có một cái đặc biệt là có con gì nướng của nó là rất là đặc biệt, rất là ngon. Phải cần nước sốt để chấm thôi là đặc biệt. Ủa có nhiều con lạ lắm luôn, mọi người coi thử đi. Không lạ đâu, có đó ai cũng biết. Ai cũng biết. Ai biết. Em không tin ai cũng như vậy đâu. Tới giờ của nó rồi. Bệnh rồi. Đã đói rồi còn gặp vậy nữa. Quá mệt mỏi. Xe có cần tụi em đẩy không? Thôi. Em đẩy xe cho một khúc. Đẩy nổi không? Nổi, trời. Hai đứa mà. Anh vô số là phải nổ đó. Rồi ok. Đi, anh treo lên đi. Anh phụ được khúc đầu đã. Rồi anh nhảy lên đi. Mạnh lên, đẩy mạnh lên. Mới vậy. Rồi tới nơi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Tụi em đẩy hết 2/3 cái đường rồi. Đi mở vậy? Mới lên cái xe được có chút xíu rồi trời. Không mệt thiệt. Trời tạp tay giò luôn nè. Xong cái đẩy xe nổ xong tới nơi luôn. Quá trời quá đất biết để đi bộ lại rồi. Thiệt luôn. Mệt chưa? Cái lúc mà nó bắt đầu nổ là cái xe nó rất là nặng luôn. Chúng ta đã quá mệt mỏi rồi. Thôi đi về. Hả? Không anh, đừng anh, khúc này quan trọng mà. Rồi, chúng ta sẽ nướng phô mai. Hào nướng phô mai. Còn cá giờ chúng ta sẽ nấu với chú Chát. Ôi ôi, nhìn cái rổ rau nè. Rồi chưa? Ai biết nướng hào? Em đi. Đây. Gì thở như vậy? Thở quá người ta biết mình mệt. Đừng nên vậy. Em đã cố gắng lắm rồi. Mà mệt thiệt. Em biết làm gì đâu không? Đâu cái anh giao gì em làm đó. Ở nhà có làm gì không? Có. Nhà làm gì nè? Làm thinh. Trời ơi. Trời ơi, cái này là đúng tươi luôn. Ngon là gần đào không? Quá ngon luôn. Nhìn là thấy đói rồi đó. Hình như là
nãy giờ sáng giờ anh thấy tụi em nhàn quá đúng không? Nên đúng thành rồi. Ra là kêu đẩy xe xíu để cho nó có kịch tính một chút. Đúng vậy. Kịch tính gì xe đó không nổ thiệt chứ kịch tính gì? Vậy tính ra muốn ăn phải lăn vào bếp cũng đâu lăn lắm đâu hả? Trời ơi. Em nói cái gì sai anh từ từ anh bỏ qua anh nha. Rồi lửa lên. Anh sai tụi em đi anh. Để có cái gì đó để làm á. Để đây cái lát hồi mình bỏ phô mai lên trên. Sau khi bỏ phô mai lên trên thì mình sẽ lấy cái này mình khè. Ê cẩn thận củi lửa. Hiểu chưa? Chị biết không? Ok không? Chị làm đi. Rồi ở không chị mở cái nắp coi nè. Quá trời quá đất. Nhiều nhiều phô mai lên. Đúng rồi. Ăn cho đã phô. Đúng rồi. Đây chúng ta sẽ nói với chú Chát. Đây là một cái món rất đồng quê. Biết ăn món này chưa? Chưa. Để đây lát nấu. Để bỏ vậy luôn anh? Đúng vậy. Ồ, chưa thấy phô mai chảy ra. Nè, cái này là chảy rồi nè. Em làm thử coi em làm được như anh không anh Giang? Có bằng cá nhân sẵn là không sao đâu. Cũng được mà. Chung là cũng không cần phải đều quá. Rồi. Nó phải có miếng này miếng kia. Rồi, rắc cái trái nữa. Hình như nó hơi dày phải không? Bon. Sao anh có thể làm được hay vậy? Em ơi, chị làm được với anh không? Tí nữa mình ăn á, đưa đây chị thử cho. Cái mà bập á. Thà là làm từng miếng này đi cho nó đẹp. Thì có thà ông Giang không làm mình đỡ quê. Cái làm vậy nó bị dày á. Dày dày cũng được không sao đâu bé. Ok chưa? Ok rồi. Rồi bây giờ khè đi, khè cho nó cháy giống vậy nó mới ngon. Khè đâu rồi? Nước đã sôi, chúng ta cho vào một ít nước mắm chiên xu. Ủa cái này sao để khè? Xa xa đi em coi chừng cháy á. Ê, quéo quéo rồi. Nước mắm chiên xu. Miếng hạt nêm luôn đi. Nó cháy á chị. Em thấy khè lên nó cháy anh Giang ơi. Ừ. Nhẹ thôi, khè nè, nhẹ giống thôi. Như cái này nè, để khè xa lắm luôn nè. Nó tự ra ha, ngon hơn đúng không? Rồi. Thôi để từ từ đi em. Khè nó cháy vậy nè. Siêu. Chút xíu đường đi. Bấy nhiêu cá này thì thôi á, không ngọt nước mới lạ. Anh hồi nãy anh nói cá gì em quên rồi. Cá giò. Cá giò. Cá giò. Cá kình đều là nó hết. Con này ngon lắm, thịt ngon lắm. Biết mà, nãy em nói em chỉ cho anh cái giò thôi. Còn em nhiều khi ăn rồi nhưng mà lại quên tên á. Bỏ hết luôn hả? Hết luôn chứ. Khè chưa, khè chưa? Khè rồi, khè nó cháy không? Khè gì, cháy gì bây? Nãy coi. Vừa vừa thôi anh, coi chừng nó cháy á. Cháy thiệt mà trời. Cháy ăn nó đắng lắm anh. Rồi, có đắng là tôi. Ủa chị đi, chị bỏ hết phô mai luôn à? Ừ. Bây giờ chúng ta bỏ chuối vô. Chị ăn món này bao giờ đúng không? Chưa. Này món của miền nào anh? Miền Trung. Miền Trung hả? Cá nấu chuối, dễ gì biết mà ăn. Lá hổ nước đục đục là đẹp lắm. Thấy không? Của chuối ra đúng không? Đúng rồi. Bắt đầu chị thấy đói rồi. Cá là nhanh chín lắm. Mà công nhận nấu món này nhanh ghê ha? Nhanh lắm. Đơn giản vậy thôi à. Bắt về xong rồi đun nước lên xong rồi bỏ chuối. Bỏ ớt. Thực ra là cá tươi á, nấu càng đơn giản càng ngon. Đúng vậy. Cho miếng nước mắm. Anh ấy này bỏ xuống được chưa? Hay là cứ để vậy? Xong rồi đó. Muỗng nha. Một muỗng, ok. Beautiful. Rồi. Lấy cái mâm gấp hào ra. Dĩa cũng được. Này đi. Xong rồi đó, ăn cơm thôi. Ờ thì có. Trời ơi, quá nhanh. Nhanh luôn. Đấy. Nhanh. Ừ. Giờ có hai đứa em mà nấu chậm á chứ còn bình thường nấu nhanh lắm. Chúng ta cho một mớ hành vô cho nó thơm tho. Ôi ôi, chắc phải lấy thêm dĩa nữa đi cho. Rồi, giờ mình ăn hào trước đi. Bảy cái dĩa hào vô quá đi. Đơn sơ một mạc, không có gì cao sang quyền quý. Không sao mấy ta. Itadakimasu. Nói gì vậy? Itadakimasu là câu người Nhật á. Trước khi ăn người ta sẽ nói là itadakimasu. Nghĩa là gì? Mọi ăn đi nào đúng không? Chúc ăn ngon miệng. Ngọt lắm luôn á. Quá nhiều phô mai luôn á. Em bỏ hết luôn á. Nghe em thấy ăn nhiều phô mai vậy á. Béo. Nhiều phô mai thiệt á. Trời ơi, công tình sáng giờ anh hai chị em mình giăng nắng. Cuối cùng đã được ăn rồi. Đứng ngoài đường nữa chứ.
đợi chờ ổng. Mình kể giống như là mình cực lắm phải không? Ngon quá. Trời ơi. Cái này mà em dứt cho em dứt tới tối luôn á. Em thích này hả? Em thích ăn. Bún đi, bỏ bún vô. Tính húp nước trước mà thằng bún là húp nước luôn. Vừa bún vừa húp ngon chứ. Ăn ít đi. Nữa không? Nhiều. Nhiều luôn không? Ngon lắm, em lại ngược. Ê, nhiều quá, cái này nhiều quá. Đây, cá giò nấu chú chát với lại nước mắm chinh xô nha mọi người. Phát luôn. Nước mắm này người ta giảm độ mặn cho nên ăn tốt tim mạch. Ăn mặn quá nó không tốt tim mạch. Hành để riêng, ai muốn ăn thì bỏ vô nhé. Lần đầu tiên ăn món này luôn đúng không? Dạ, lần đầu tiên. Nhưng mà chắc chắn là về sẽ nấu cho mẹ ăn thử. Mẹ em là người Huế. Nấu thử món này em biết. Cái chén này hình như bị bể phải không? Chơi. Cái chén bị bể. Cái chén bị bể mọi người. Rồi, số em sao á chồng? Tới lúc ăn mà cũng gian nan nữa. Thiệt luôn á. Đây. Cay đắng là phải chấp nhận nha. Dạ. Chua chát phải chấp nhận nha. Chị ăn cay được mà đúng không? Chị ăn cay được. Xem nó thiêu vô nè. Mẹ em người Huế đó mà ăn cay không được. Em ăn cay không được. Chứ mẹ em ăn cay dữ lắm. Cá ngọt lắm luôn á. Nói với cái chú chát này nó lạ lắm. Quá ngon. Ngon lắm luôn á. Một cái nước anh có bỏ cái gì vô mà sao nó đã vậy anh? Không bỏ, bù mê thuốc lú quá chẳng. Thế không có bỏ cái gì đâu trời. Chín xấu thôi à, chứ gì đâu. Nước nó ngọt đã lắm kìa. Ngọt ngọt mà nó cay 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 á. Nó ngọt mà nó ngọt có cái cay cay mà không có bị kiểu cay gắt á. Nghe anh Giang bia con cá này dữ lắm mà để coi coi ăn thử coi nó làm sao. Xương nha. Đố anh Giang em thấy sao? Em thấy sao? Em thấy xương. Bé thật là mặn. Cho ăn thêm nước con mắm nữa đi. Nhưng mà ngon. Thịt con cá nó ngọt á. Đã. Mà xương hơi nhiều thiệt. Trời, cái này về em nấu là mẹ em hết hồn liền luôn á. Sao vậy? Thì nấu được món này cho mẹ chắc mẹ hết hồn liền luôn á. Nếu mà nấu ngon như anh đang nấu nè. Em thấy anh có bỏ gì đâu. Về em cũng bỏ y chang vậy là được gì. Đúng rồi. Nhà em cũng có nước mắm hả? Rồi ra mua con cá. Chuối. Đổ vô nồi, ớt nữa. Cái này nấu cũng nhanh mà là dễ ăn nữa. Nhanh ha. Trời, nãy giờ quên bỏ miếng hành. Thiệt luôn á. Bà cháu bán miếng hành làm tôi cũng không bỏ hành. Tại nó khuất á. Tại không biết ăn hành. Tập đi nên chứ. Em cũng không có lý do nhắc mọi người. Em bị hành hoài mà không biết ăn hành hả? Trời, bỏ miếng hành nó thơm dễ rồi. Ủa Châu. Dạ. Người yêu cũ phải không? Người yêu cũ đâu, đâu có tên hành đâu. À, em biết sao anh nấu món này rồi. Vừa cay vừa chát. Đúng rồi, chua chát. Nỗi lòng của chị Chiêu. Hả? Chắc không có của em à. Em à. Không à. Em là sự ngọt ngào của cá giò. Có không? Mà hiện tại em đang rất là ngọt đúng không? Em đang ngọt ngào và em đang giò như cá giò vậy đó. Mặn quá. Chuối cũng ngon lắm. Cái này phải nấu cay chứ không thôi là nó bị tanh. Đúng rồi. Phải ớt nhiều, tiêu nhiều. Cay như mối tình đã qua vậy đó. Thật ra mối tình nào cũng cay hết. Ủa dạ? Không có ngọt ngào hả? Kỳ ra. Quá, nhưng mà nếu mà mình không nấu con cá giò, mình nấu con cá khác được. Được em. Nó vẫn ngọt được như vậy luôn hả? Nhưng mà không được nấu mấy con cá La Hán đâu nha cưng. Cái này quan trọng là cá cũng tươi nữa. Đúng rồi. Ngon quá. Ba anh em tôi đã ra ngoài biển khơi, mà nắng cực đỉnh luôn mọi người ạ. À. Nắng khủng khiếp luôn. Nắng nám mặt. Mà lúc đó nhớ khát nước mà nó thèm mà đâu có nước đâu uống. Đúng rồi. Mà nó mệt người luôn á. Nắng gió đã dậy cái thuyền lúc đầu tiên mình đi á, nó hơi bị gập ghềnh á. Xong gói phần này mang về. Em ăn nhiệt tình luôn á. Em ăn nhiệt tình thiệt á. Ăn nhiệt tình luôn á. Tại cũng đói. Mà ăn cái nước này nó ra mồ hôi nữa. Mà tức ghê, lúc nãy lúc mà ổng làm nước á, em quay lại là ổng làm xong rồi. Về mình coi lại. Thật ra là gia vị không có nhiều đâu. Anh không bỏ gì hết á. Không, ảnh có bỏ nước mắm nè. Rồi thêm một chút bột nêm. Rồi quan trọng là cá ra thì nó sẽ ngọt nước. Vậy thôi. Thêm một xíu tiêu, ớt. Ngon ghê trời. À có tỏi nữa nha.
tỏi. Nói chung là thơm tho được rồi, dễ ăn. Trời, nấu cái này nhiều khi là có bồ á chị. Phải không? Món ăn có bồ. Canh có bồ, canh có bồ. Hôm nay anh Giang giới thiệu món canh có bồ. Chị gấp đi, chị chốt đơn xong rồi tới em. Mà sao kỳ, con gái đẹp thì nó phải ấy chứ hả? Nó dễ kiếm bạn trai chứ sao hai đứa đẹp mà sao kỳ đó. Anh không phải là tuổi em ế. Đâu phải là chưa có bồ là ế đâu đúng không em? Không ế đó. Tại vì quá. Tại vì ai cũng nghĩ là mấy nhỏ đẹp mà chắc nó có bồ rồi, không ai dám nhào vô. Tại tụi em nhiều sự lựa chọn quá anh, chứ không phải là ế anh à. Giờ hỏi thật lòng này, hiện tại xung quanh em có ai đang gọi là dùng em không? Có. Giờ em có chờ luôn nè. Ý là mấy chàng trai á. Có anh. Ủa, nè. Chàng trai kìa. Mấy người mà vệ tinh á. Có luôn. Chào con. Không. Nghĩ bóng nghĩ đáng thiệt ha. Cũng chân dài. Biết đâu có mà người ta chưa nói. À, có một cậu ca sĩ rất đẹp trai dễ thương, buôn bán bất động sản luôn. À, từ từ nha, nói tới buôn bán đất sản hả? Nghe một cái mi quá vậy. Không phải, Chí Thiện. Xinh, trắng, đẹp trai. Được đó chị. Chốt đơn. Không, em lo cho em trước đi. Ừ. Em chị phải chị còn đang rất là vui vẻ. Thế hệ trước. Nhường thế hệ, có câu nặng lắm đó nha. Tổn thương á. Chị đang rất là ổn em mà. Thật ra mình cứ từ từ đi, duyên số mà. Vội vàng gì. Đợi tới 40 tuổi lúc đó chết cha rồi duyên số sao không tới. Anh ơi, cũng nhiều người chứ đâu phải mình em đâu. Nhiều chứ, xung quanh anh kiểu chị tự tin quá. Nhiều mà nhiều, còn nhiều lắm. Ngon quá. Hai đứa này sao ta? Đi tới đâu nắng tới đó, nãy giờ bàn mấy lần rồi đó. Spotlight. Spotlight hả? Đi tới đâu thì nắng tới đó, mà đi tới đâu trai nát tới đó. Ngon quá. Ngon. Nói ăn ba chén rồi đó. Cứ qua em ăn kiểu như con heo trên sóng vậy. Thương lắm. Về nấu cho mẹ, chắc mẹ hết hồn á. Mà giật mình luôn, chứ phải đùa đâu. Thiệt luôn á, này nghiêm túc á. Không, nhưng mà con hầu này anh đố em cái vụ ốc là đúng hay sai? Anh không biết đúng không? À, em biết hả? Em trả lời đi. Không, thì em nói là nó là gốc gác là nó là ốc hầu. Sau đó nó giận ba mẹ nó. Đúng rồi. Nó mới đệ đơn lên trên địa phương là xin đơn luôn. Đệ đơn luôn. Cái khu vực vùng biển người ta cũng chia địa phương. Thì người ta đệ đơn lên là nó xin phép là con được từ dòng họ ốc. Từ dòng họ đúng ốc? Đúng rồi. Đúng rồi. Là qua dòng họ hầu. Ấy là một cái dòng họ mới là hầu. Từ đó chúng ta có món hầu. À. Nhưng mà là vỏ giống ốc. Thì không biết là con cá được. Cá này nó phải có vây đúng không? Anh chỉ cho em cái vây coi. Không phải có cái vây nào hết. Em nãy giờ chưa có ai trong đội hình này nói là con cá hết trơn á. Nếu mà em nói mà có gì sai là hầu đã nói nãy giờ rồi. Wow. Ok. Nó vẫn wow. Nằm yên. Wow. Vẫn nằm yên. Wow. Thôi chúng ta nên chia tay sớm bớt đau khổ. Để cái bệnh này nó lây dữ lắm quý vị. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Dạ. Cảm ơn anh Giang rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã tận tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you. Chinsu, cảm ơn Chinsu đã đồng hành cùng với chị nha. Xin chào. Nói nhẹ đi kẻ cười duyên đối với trái tim em phải qua bao tử đầu tiên. Bỏ lại hết ô lo cho con tim rung chuyển. Theo anh đi khám phá tất cả món ngon ba biển. Em thích đồ chiên, em thích heo thì hít vào thở ra sống chậm nhai kỹ. Món chính tráng miệng và cả món khai vị. Nhưng mà khoan, dừng lại đó cho anh selfie. Vang ca cùng anh Giang ca.